Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 7, Jerry, và vật phẩm số 1, Almond Water. Trước khi vào video, thì một lần nữa, mấy ngày hôm trước, mình tiếp tục đăng một bài viết trên tab cộng đồng. Và nếu các bạn trả lời đúng câu đố vui mà mình đã đặt ra, thì câu trả lời là Almond Water có thể thuần hóa được Jerry. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà tại sao nó lại như thế thì mình sẽ giải thích sau. Và tất nhiên, mình vẫn sẽ chúc mừng những bạn trả lời đúng. Chúc mừng các bạn đã được lên video của mình nhé. Giờ, chúng ta sẽ đến với phần chính của video. Đó chính là phân tích thực thể số 7, Jerry, môi trường sống, level 1, level 2 và Jerry Room hay phòng của Jerry. Jerry là một con chim nhỏ có nét giống với một con vẹt đuôi dài lục bình. Môi trường sống của nó chủ yếu là ở level 1. Nhưng thỉnh thoảng chúng được phát hiện ở level 2. Những level này là nhà của Jerry, được gọi là Jerry Room hay phòng của Jerry, nơi mà Jerry và các tín đồ của Jerry được tìm thấy. Những người có hành động tiếp xúc với cơ thể của Jerry mà không thuần hóa được nó sẽ bị điều khiển bởi khả năng đặc biệt của Jerry. Jerry có thể được thuần hóa bằng cách sử dụng hạt hướng dương hoặc almond water. Nếu không, cách an toàn nhất là tránh xa Jerry bằng mọi giá. Những người sống sót tiếp xúc với cơ thể Jerry mà không cố thuần hóa nó sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng đồng hóa hay indoctrination ability của Jerry. Điều này cơ bản sẽ khiến cho nạn nhân tôn thờ Jerry như một vị thần, hô vang những cụm từ như Jerry là tất cả, Jerry là những gì mà tôi sống, và tất cả kính chào Jerry. Sau một vài giờ, những người bị đồng hóa sẽ bị dịch chuyển đến phòng của Jerry hay Jerry Room, nơi họ sẽ được ở lại cho đến khi họ chọn đi ra ngoài và truyền bá những thông điệp về Jerry. Những tín đồ của Jerry sẽ hành động như những thầy ma, không có nhận thức cho đến khi họ đến được phòng của Jerry. Lúc đó, họ sẽ giành lại quyền kiểm soát bản thân. Thế nhưng, họ giờ đây sẽ tôn thờ Jerry giống như một vị thần, và điều này đã hoàn toàn ăn sâu vào tâm trí họ. Trừ khi bạn đã cố gắng thuần hóa Jerry, thì Jerry sẽ đuổi theo khi nhìn thấy bạn. Những người cố gắng chạy nhanh hơn Jerry và tránh bị đồng hóa sẽ ngay lập tức bị rơi xuyên qua mặt đất, hay có thể sử dụng một từ phổ biến hơn là no clip. Việc Jerry có khả năng khiến người khác bị no clip hay không thì vẫn đang được điều tra. Jerry sẽ thường lang thang ở level 1 và level 2, hoặc ngồi trên một con cà rô bằng gỗ trong phòng của Jerry hay Jerry Room. Tại đây, những tín đồ sẽ quỳ gối trước nó và bắt đầu sùng bái. Jerry có ngoại hình giống một con vẹt đuôi dài đực với một bộ lông màu xanh và trắng. Chế độ ăn uống chủ yếu của Jerry bao gồm hạt hướng dương và almond water. Bằng cách từ từ tiếp cận Jerry với almond water và hạt hướng dương thì Jerry có thể bị thuần hóa. Thuần hóa Jerry sẽ cho phép bạn giữ Jerry và không bị ảnh hưởng bởi khả năng đồng hóa của nó. Sau một vài ngày được thuần hóa, Jerry sẽ bay đi và sẽ không đồng hóa với người đã thuần hóa mình nếu được tiếp xúc trở lại. Jerry được cho là không có bất cứ khả năng siêu phàm hoặc những thứ sức mạnh khác mà nó chưa được biết đến. Và nếu các bạn còn nhớ câu đố vui ở đầu video và đang thắc mắc rằng tại sao câu trả lời lại đơn giản như vậy, vậy thì để mình giải thích. Việc một thực thể trong The Bike Room được thuần hóa là khá hiếm nếu thực thể đó là một thực thể thù địch. Thế nên Jerry lại khá đặc biệt bởi khả năng có thể được thuần hóa so với những thực thể thù địch khác, không tính mấy thực thể thân thiện nhé. Một mục nhật ký liên quan đến Jerry được phát hiện vào tháng 6 năm 2019. Mục được đề cập được viết vào năm 1959. Lần đầu tiên được báo cáo về việc nhìn thấy Jerry bởi MEG được thực hiện vào năm 2015, khi phân đội của MEG, Will Warrior, được giao nhiệm vụ tiêu diệt một thực thể đã bắt giữ các thành viên của nhóm The Survivor ở level 2. Hai thành viên của đội đã bị Jerry đồng hóa, còn những người còn lại trong phân đội đã hoàn toàn được rút lui. Sau đây là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với Jerry. Tránh xa Jerry nếu bạn không thể thuần hóa nó. Giữ một chai almond water hoặc một gói hạt hướng dương nếu bạn có ý định thuần hóa Jerry. Bạn không nên tiếp cận Jerry mà không có ý định thuần hóa nó. Và đồng thời cũng đừng nói những điều tiêu cực về Jerry trước sự chứng kiến của những tín đồ. Cho phép bản thân bị đồng hóa bởi Jerry là một điều cực kỳ nguy hiểm, vậy nên đừng làm vậy. Trong những video trước, mình có nói đến almond water và rất nhiều bạn đang thắc mắc. Vì vậy hôm nay, mình cũng sẽ phân tích về vật phẩm số 1,
Almond Water. Almond Water là nguồn cung cấp nước chính và sự ổn định trong The Backroom, là một chất lỏng được tìm thấy ở các level trên khắp The Backroom. Nó là một nguồn nước khá quan trọng và có một giá trị dinh dưỡng nhỏ. Almond Water là một loại nước ngọt, hương hạnh nhân, vani, có thể được tìm thấy trong các chai với nhiều loại khác nhau. Đa số những cái chai đều không có nhãn ở trên chúng. Almond Water có thể tìm thấy trong những chai nước trong suốt, chai nước kim loại, chai rượu thủy tinh hoặc thậm chí là cả trong thùng giấy. Nó có thể được trao đổi, mua bán và có thể sử dụng để đẩy lùi các thực thể và chữa một số bệnh. The Backroom có thể chứa một số chất lỏng và nhiều chất lỏng trong số đó không an toàn để uống hoặc thậm chí là chạm vào. Nếu bạn không chắc liệu một chất lỏng có an toàn để uống hay không thì đừng uống nó. Almond Water có mùi hương vani và nước hoa hồng khác biệt, mặc dù hơi nhạt. Nó có một hương vị tinh tế của bơ hạnh nhân ngọt ngào, nhiều nước. Nếu chất lỏng mà bạn đang uống không thể hiện được những đặc điểm này và rõ ràng là không phải nước ngọt thì hãy đừng uống nó. Ở một số level, Almond Water có thể chảy ra từ đường ống hoặc thậm chí là đài phun nước. Tuy nhiên, điều này là hiếm. Hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã xác định đúng bất kỳ chất lỏng nào trước khi tiêu thụ. Đồng thời, Almond Water còn có một số công dụng khác. Vì bất cứ lý do gì, Almond Water đôi khi có thể điều trị được bệnh, bao gồm cả việc vô hiệu hóa tác động của các thực thể. Nó cũng có thể giúp duy trì sức khỏe của một người. Một số ví dụ về việc sử dụng Almond Water bao gồm giúp điều trị các triệu chứng của thực thể The Disease, hay ngăn một số tác động xấu của thực thể The Mangled, ngăn khả năng đồng hóa của Jerry và ngăn khả năng kích thích mọc da của Skin Giver. Và đồng thời, nó cũng có thể được sử dụng để giữ cho bạn tỉnh táo, đặc biệt là khi đối mặt với các thực thể như The Mangled, Jerry. Cuối cùng, Almond Water cũng có thể sử dụng để thuần hóa một số thực thể, bao gồm cả Dead Moth và Jerry. Cách tốt nhất để lấy Almond Water là ở level 4. Ở đây, nó có thể được tìm thấy trong máy làm mát nước, máy bán hàng tự động và đài phun nước. Almond Water cũng có thể được tìm thấy ở nhiều cấp độ khác, bao gồm level 10, level 11, level 18, level 28 và level 29. Nó cũng có thể được tìm kiếm thông qua giao dịch, chẳng hạn như ở level 6.1. Còn không, Almond Water cũng có thể được tìm thấy ở rất nhiều level khác nhau ở trong The Backroom. Cách dễ nhất để nhận biết Almond Water đó chính là bạn phải nhận biết được ở đó có người hay không. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.